hôm nay mình kho cá bông lan các bạn. Nãy mình mua cá bông lan thì nhờ người ta cứa gà mỏng mỏng cho mình, cái mình ớt rồi mình ớt với miếng mắm, miếng đường, miếng tiêu vô mình kho ăn với cơm trắng. Cái nhà thấy ngon quá nha, thơm đó các bạn. Nãy giờ mình ớt cũng cỡ 15 phút rồi mình mới kho. Mình dặn lửa kêu kêu thôi, mình kho nó thơm cho nó thấm. Cá này ăn béo chứ nó cả nhà. Có loại cá nó lậu trong cái hồ, rồi có cái loại cá mà người ta bông tén. Cá này á các bạn nấu với chua ngon, cá bông lan nấu với chua ngon, lẩu lẩu ăn béo. Này ăn với tôm trắng nha, như đậu sống á. Có ai ăn với mình không? Đậu xanh với đậu phộng, cái này mình ngâm nãy giờ cũng cỡ tiếng rồi đó, cho đậu nó nở ra. Đậu phộng với đậu xanh đó. Đậu xanh thì ăn béo, đậu phộng cũng béo, ngâm cho nó nở ra hồi mình nấu cho nó mau đó các bạn. Mình phi tỏi sẵn rồi nè, cái này tỏi hạt điều đun hồi để vô cá cho cái màu nó đẹp. Sớm là thịt the, giờ này cũng 11 giờ mấy rồi nè các bạn. Bữa nay là chủ nhật. Mình ăn ớt nhiều nó không có bị tanh. Chợ bụng đói ăn mới ngon. Cái này mình có mỡ tí. Này cũng bình thường. Ăn cái leo. Mới đi chợ giùm nó này, dầu sống ngon. Dầu thịt cá với dầu đồ chăm. Hỏi sao vườn có trồng nữa rau này nữa nè, mà lên có mấy cọng rồi. Khi mấy con ốc nó ăn đó, nên không có đủ ăn, phải đi chợ mua thêm. Có bí nè, nấu tô canh bí ăn.
miếng bự bự ăn cho nó ngon. Bữa nay là ngày chủ nhật tụi mình ăn mấy món này nè cả nhà. Cá kho rồi cả nhà mình khoe với các bạn cái nồi này nha. Mấy con ghẹ các bạn hồi nãy còn sống á. Rồi mua về luộc ăn. Ghẹ này nè các bạn. Gạch nhiều lắm. Với nó mềm á, dễ ăn. Cả nhà này thấy ngon không? Mình luộc trong cái nồi cơm điện á các bạn, cỡ chừng 15 phút là chín rồi, mau chín rồi. Mình nấu với tấy. Cả nhà thấy bông hôm nay mình chưng cỡ 9 ngày đó các bạn, mà còn tốt gì nữa. Lâu héo. Cái keo này nè các bạn là mình phi tỏi á các bạn, tự ở nhà mình phi các bạn, khi mình ăn đồ ăn mình để vô nó ăn nó mau, cũng như mình phi sẵn để keo mình ăn mình khỏi cần lọc tỏi. Các bạn thấy mình làm khéo không, giống như là ở ngoài chợ người ta bán vậy đó. Mùa hè các bạn mặc sức mạnh. Cái bịch này nhiêu tiền chị? Không biết nữa. Bịch này cỡ chừng 3 đồng hả các bạn? Thường thì 3 đồng thôi. Một hồi nó ăn mình phải rửa. Mình ăn cái trái này mình chùi thôi, mình không được. Cái cuốn còn xanh ngon lắm cả nhà. Các bạn biết hồi nữa mình làm gì không? Nấu cơm nếp á, có nước cốt dừa nó ngon. Nè cả nhà. Nếp giò sẵn rồi cho nó sạch á, gáo nước. Mình để trong cái gỗ gì này mình hứng. Gáo nước phần hồi nữa cái mình nấu cơm nếp ăn đó, ngày chủ nhật bên Mỹ là vậy đó. Bây giờ ăn bông cải các bạn ơi cho ốm. Mình chấm nước sốt gà mình ăn nó chua chua cay cay ngon. Có ai ăn với mình không? Bữa nay mình chấm cái món này cho nó đừng có ngán, tại vì nó chua chua dễ ăn. Mua cái này mắc lắm đó các bạn, tới 10-11 đồng 99 một phao các bạn, nên mắc quá mình chỉ mua có một con một thôi, không có dám mua nhiều. Tới mùa mà nó rẻ các bạn có 4 đồng một phao hoặc là 5 đồng, bây giờ thèm ăn ấy, mua con một mà. Cái bữa hổm rẻ thì mình mua lần 4 con 6 con về ăn, bây giờ mắc quá chỉ mua con thôi. Bạn thấy ngon không? Người ta chỉ bán cua đực thôi các bạn, chứ người ta không có bán cua cái. Còn ghẹ thì người ta bán ghẹ cái nhiều. Bạn thấy ngon không? Cả nhà thấy con chuột của mình không? Thôi con chuột nó trốn đâu các bạn ơi.
cái lòng này lòng nuôi chuột nè các bạn, mới đi mua hôm qua. Là thức ăn của nó với nước. Hôm mưa ngày thứ bảy, bữa nay là ngày chủ nhật nè, nó về nhà mình nó ngủ được đêm rồi. Nó nằm này nè, nó trốn dưới đây nè, nó cười lắm, nó trốn á. Mình mua mấy cái này nè các bạn, giống như là cái mền tấm thảm cho nó vậy, nó chui xuống nó trốn nó ngủ nè các bạn, thấy không, nó thở nè, ăn cho mà ấm á. Nó uống nước nhiều lắm đó cả nhà, hôm qua là đầy một cái bình nước này nè, thì bây giờ nó uống vô lưng nhiều, một đêm nó uống lưng nhiều. Con chuột có cái nị à. Nè, đồ chơi của nó nè, bánh xe nó chèo đó, nó quơ quơ, khi nào nó thức nó chèo vô này nè, nó chạy vòng vòng vòng, thấy thương. Mua đồ dụng cụ cho nó, cái thùng này dưới cái đồ thể thao cho nó, với chai nước với thức ăn, nó thảy chín mấy đồng, gần 100 đồng. Cái thùng này mình mua cũng bự lắm. Ở trên này thì có cái lứ nè, cặn mạnh cho nó thở được các cả nhà. Ban ngày mình dễ quay vậy thì được. Cá kho xong hả chị? Để cá kho xong mình dở lên cho các bạn xem. Bây giờ có ớt gì nè các bạn, ngon lắm nè. Hồi nãy thì chưa có để ớt với hành. Bây giờ kho xong ngon. Này ăn với rau sống hồi nãy mình mua đó ngon. Chúc các bạn một ngày chủ nhật vui vẻ nha. Bye cả nhà.